đại khái là số đường chính. Rồi đây là Bùng Binh Điện Hữu, đồng hồ này chỉ 8:15. Rồi lên cầu Điện Hữu luôn, trời mưa đường phố sạch sẽ mát mẻ. Wow, cảnh đẹp nè. Phía đằng xa đó là cái khu 81 tầng lên mà. Wow. Đây mình sẽ dọt lên đi một vòng đây chỗ đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Trước đó là lên mạng đó, bây giờ mình quẹo đường Nguyễn Hữu Cảnh nó dài đi vòng về ngầm ra quận nhất.
qua quận 2 à, nhưng mà mình đi thẳng qua bên kia luôn, nhưng mà không có Google vườn à, đi thẳng qua kia luôn, cắt đi vô rồi cắt đường lên tôn, lên tôn mới dài rồi cái cảnh. Kia đường là đường Lê Anh Tôn, chui qua cái cầu vượt này, cầu vượt này là cầu vượt bắt từ quận 2 nối liền với quận nhất à. Đi về đường trong rồi chạy lên phía trên luôn rồi, để không thì không làm gì rồi, quẹo vô khu này, vô khu quận 5 đường này là đường Hải Thượng mình lãng không, còn vô thế ranh giới quận 5 rồi thấy vắng que luôn, Hải Thượng lãng không đường chợ thuốc. Đây là nghe mùi thuốc rồi.
Châu Văn Liêm. Đó nhà bạn Cao Minh là mình kia. Châu Văn Liêm. Trời ơi, cảnh tượng hai bên đường vắng que luôn. Chải nè. Thôi nhưng mà không đi Nguyễn Chải, hôm bữa đi Nguyễn Chải rồi, về đi ra Hồng Bàng. Rồi, quẹo qua đây. Nó nhìn mình nó tin tưởng mình là người trí thức hiểu biết, em hiểu không? Rồi đây là nhà thờ, mình quên nhà thờ gì rồi. Nhà thờ ngay đường bên ngã 6 gì đây, ngã 6 An Dương Vương. Rồi bây giờ quẹo vô cái phố kè của một người đồng ý Chi Phương. Yeah.
La Vela Sài Gòn, khu căn hộ cao cấp quận 3. Quá dữ luôn. Rồi thôi, đây là về kết thúc cuộc hành trình ngày hôm nay. Về ăn bánh mì đi, cuộc hành trình ngày nay đi, để ra hai ổ bánh mì đó, không làm gì hết.